Hello, xe máy Hồng Anh Độc Đa Chất xin kính chào cả nhà đại gia đình. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và an lạc. Và hang Hồng An cũng xin thông báo anh em là cái chiếc này là Hồng An đã có khách cọc rồi nha anh em ơi. Và tạm ngừng giao dịch nha. Hồng An vừa mới đăng được khoảng chừng 15 phút là có một người ông anh cũng quen, cũng từng lấy xe Hồng An rồi và cũng đã chốt gạch rồi. Ảnh ngày mai ảnh qua lấy chiếc xe này nè, Quay Thái 2000 bán về Bình Dương, mang bao hồ sơ rút gốc luôn nha anh em, gắp bẩn cảnh luôn, gắn cặp kiến là đẹp cảnh luôn. Chiếc FI này cũng đã có chủ rồi, ngày mai cũng có manh nóng lên lấy luôn rồi. Hai chiếc tạm thời cũng còn rất nhiều xe thì Hồng An cũng ráng cố gắng. Hôm nay Hồng An quay chiếc ZX, Hồng An đã rửa sạch sẽ rồi thì bây giờ Hồng An dán tranh thủ quay cho anh em coi chi tiết lại một cái nữa. Khi mình tháo dàn áo ra thì mình quay nó sẽ đẹp hơn, anh em sẽ cố gắng coi nó rõ hơn tí, không trong dàn ngoài mình không cần coi, chứ mình coi cái dàn trong á. Tại Hồng An cũng đã quay cái dàn ngoài rồi, cho nên là chén cổ là chưa mở ha. Qua này mới qua em thấy không, còn trắng tinh nè, hai cái đều trắng hết luôn, thấy không? Chiếc xe đi 24.000 cây mà anh em, chén cổ chưa mở, chưa canh chỉnh luôn. Và Hồng An ổ khóa này, Hồng An ngày mai Hồng An sẽ thay rồi một ổ khóa zin luôn nha, thay chìa khóa zin vô luôn cho đẹp. Và mấy cái keo này Hồng An cũng đã gỡ ra rồi, hôm qua dính mấy keo nè, dán ba cái hình thú gì đó Hồng An gỡ ra luôn. Dưới bên đây nữa, mấy cái phục hôm qua nó có dấu đen đen nè, Hồng An cũng lấy xà bông trà sạch sẽ ra hết rồi anh em ơi. Quá đẹp, ốc tán bảy màu, anh em nhìn cái đầu câm anh em biết rồi nha, quá đẹp luôn anh em ơi. Đầu câm là như mới luôn á, xe này câm liền là đẹp lắm anh em ơi, vàng bạc nữa, đắt phục còn luôn, dĩ như chưa khuyết luôn á, không có dấu khuyết luôn, mới phớt phớt thôi. Anh em nhìn cái đầu câm mà té ghế anh em ơi, quá dữ rồi. Xe này chiếc xe giống như 2015, 16 gì đó, cái bộ câm của nó đó đẹp quá, thấy không? Samgoshi phải không? Một chiếc xe đẹp, con này là gọi là một con xe đẹp đó, anh em đam mê dứt ít đó, nên lấy con này về chơi nè, sưu tầm nè, nó là hết rồi, hàng này hết hàng rồi anh em ơi. Đó, anh em coi cái đầu câm nè, quá trời đẹp rồi, và máy đang nổ nha anh em, anh em nghe tiếng máy không? 4 tháng zin theo xe nha, chưa mở luôn nha. Đó, đẹp quá, cốt còn trắng tinh nè anh em, cốt zin đó, nó đắp thuộc đó, thấy không? 2-5 rồi, Hồng An tiếp tục nha. Đó, cái đầu bò qua Hồng An cũng chưa rửa, giờ Hồng An mở ra, Hồng An rửa xà bông lại nha. Và Hồng An cũng nói luôn, Hồng An tuyệt đối không có rửa thuốc nha, vì Hồng An là một người dân dọn xe cũng gần cả chục năm nay rồi, trên ba cái thuốc men này kia là đối với Hồng An là tuyệt đối là không bao giờ Hồng An xài thuốc hết. Chỉ cần rửa xà bông Omo, anh em chịu khó rửa xà bông đi, xe anh em đi cũng vậy nữa, chịu khó lấy xà bông Omo mình lấy bàn chải răng mình chà thì xe mình càng đi nó sẽ càng đẹp. Thì cái Omo nó có độ bóng đó, anh em rửa nó ra được ba cái bợn dơ thôi, nhưng mà nó giữ được cái đầu óc, thấy không? Anh em có nghe là ai mà rửa thuốc rửa này rửa kia nhìn nó đẹp lắm, nhưng mà đi một cơn mưa thôi anh em nhìn chiếc xe là xỉu luôn á, nó xét hết đó nha anh em. Thì cái thuốc á nó sẽ làm mấy con ốc này nó mất đi cái độ bóng nè, thấy cái bóng không, anh em thử rửa thuốc đi, nó mất tiêu cái độ bóng luôn á, nó chì luôn nha anh em, thấy không? Bóng trắng tinh nè, anh em rửa thuốc đi một cái đi, nó mất cái độ bóng luôn, nó ui luôn á đó. Hồng An tuyệt đối không bao giờ rửa thuốc hết. Hồng An cũng từng rửa qua thuốc rồi, thật sự là lúc trước Hồng An cũng từng rửa qua thuốc rồi, nhưng mà rửa chừng một chiếc hai chiếc là Hồng An biết rồi, cái kết quả là nó không có tốt lành gì cho mình, Hồng An bỏ luôn.
xài thuốc là chỉ có hại thôi. Nhìn thì nó như vậy, nhưng mà khi mình đi nước á, nó hư vàng xe hết. Đó, ốc tan bảy màu. Đó, còn trắng luôn phải không? À, chào anh chị. Có gì không anh? Em đang quay súp. À, em quay lên YouTube á chị. Nãy mới gọi em phải không? À. Nãy gọi qua gì đó Messenger. Ừ, cái này giống chiếc này giống chiếc hồi trước ấy cho anh ấy hả? Ừ, cũng cỡ đó chứ. Chiếc này đẹp hơn à. Mà cái đâu phải chiếc của anh đâu. Thì ý là giống vậy. Dạ. Anh chị mua xe gì? Chiếc xe gì? Hả? Hả? Vô trong nhà đó có mấy xe đó. Còn chiếc AB nào không? AB 20 mấy chị? Kiếm mà đời nào lấy chiếc ly đi. Ừ, ly bị số đẹp mà đi có 17.000 cây thôi. Ừ. Bị số đẹp lắm á, đi mười đúng. Đỏ à, đó nào? Đỏ bán lâu rồi chứ. Đó, nên nhìn ốc tán còn trắng tinh rồi, thấy không? Đó, và máy đang nổ nha. Đó, nên nhìn cái đầu câm này trước sau như một mà. Đó, anh em mình chỉ coi cái chiếc xe tại Hồng An cũng có khách rồi, thấy không? Đó. Quá đẹp. Cọp nha anh em, con này cho anh em trên nên chơi siêu tầm nha. Đó. Dạ yên theo xe Hồng An cũng đã quay quay rồi. Đó, Hồng An tháo bẩn ra, tháo cái thùng bọc đựng đồ này ra luôn, mang quay luôn. Đó. Quá đẹp. Quay như vậy nha, nhưng mà ban ngày còn đẹp hơn nữa nha anh em. Còn chiếc ly thôi à. Bình sườn rất đẹp. Cố gắng tháo hết ra luôn. Quay cho anh em coi. Ơi thắng ghê tới rồi. Đó, em thấy cái đầu hả? À, em cũng mới mùng 8 em lên em về quê chơi anh. Dạ. Không, về quê vợ Bạc Liêu à. Cần chiếc xe gì alo em? Tính cái AB chạy để chạy cho mà. AB 20 mấy? Đèn led nữa hả? Thì tầm cỡ 30 gì mai em báo cho anh. Cần kiếm màu gì? Quan trọng anh kiếm màu thôi, màu nào được thì em kiếm đúng cho anh thôi. Đỏ đen hả? À? Gì hai màu kỳ vậy? Một là đỏ, một là đen, hai là xanh, hai là trắng. Chính là nó ổ khóa Mickey hay là mình chờ chị quá thường, nó hai loại lận. À, này 28 xe đẹp lắm, đi đúng 17.000 xe không có lỗi. Xe này năm số rồi, mình giữ biển số luôn chứ, số tiếng lên mà nó đảo đó, số đẹp lắm à. Tiếng lên đảo đó. Xe này hai chìa khóa đầy đủ luôn anh. Không có chơi chứ nào. Ừ, tại nó đi vô hẻm ổ gà đó. Ông má nó đi đúng 17.000 cây đó. Đó con này 215 gì à. Nhưng mà nó đúng đi kỹ, được màu trắng.
Ừ, hai chìa khóa đầy đủ luôn. Vẫn còn đèn ấy, đèn chứ không phải đèn LED đâu, đèn LED đâu. Nó gọn hơn. Bộ này đang cho dạ đúng rồi, em quay lên shop anh. Thì nói chung anh cần này mai em kiếm cho anh cho. Về cũng đâu có xe đâu. Em có xe này em báo chính xác cho anh cái xe đó giá nó vậy đó. Rồi ok vậy đi chứ sao giờ. Em có xe đây nó đỡ, không đâu có xe đây đâu. 28, 29 gì đó, 28 là vừa rồi. Sao thấy tương lớn rồi hai đường nào chạy được. Nói chung xe quan trọng đi ít đi, đi ít đi, đi nhiều đó anh ơi. Nhưng mà cái dòng chạy nó thấy cũng được chứ anh. Nó ngon, nó ngon bio ra bio nữa đó. Việt Nam mình máy chuẩn lắm á. Bio nó có cái đầu nó nhẹ. Máy nó không bằng Việt Nam mình đâu, nói vậy chứ Việt Nam mình máy nó chuẩn lắm. Nói Việt Nam chứ máy nó chuẩn hơn mấy cái bio Indo máy nó kêu lắm. Rồi để em lấy em chụp hình em gửi từ cái số đó qua cho. 4 38 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 em gửi qua cái Zalo đó rồi em báo giá giá cho. Đúng rồi. Qua chụp anh suy nghĩ màu thôi. Nó suy nghĩ cái màu nào đó thì em thấy cái đấy được em gửi. Rồi. Rồi. Nói chung là xe đẹp ít đi không có chạy là được rồi đúng không? Ok, không biết mà. Về vậy chạy ngon là chạy. Rồi, mình quen quá rồi, mua với anh em mình 4 5 chiếc xe là phải mới đây đâu. Ừ. Em lựa xe kỹ lắm. Năm. Quan trọng là đúng ý thích của mình thôi. Dạ dạ. Vậy nha. Ừ. Nói chung mình xài chi quá thường thì nó rẻ hơn. Okay. Là em cũng mua được xe của bạn. Có chứ, mua mấy chiếc bển mà, qua nhà mua mấy chiếc luôn, Alex Thái này kia. Ừ, mua mấy chiếc bển luôn á. Chị á. Biết mà. Mà anh xài ở bếp ga hay là chì khóa thường? Xài bếp không ai xài chì không thì mắc hơn. Mắc hơn ừ. Mắc hơn có 2 triệu mấy đó. Hai triệu mấy đó ừ. Vậy có gì em cứ tìm xem báo giá đi. Rồi. Đây, mai em kiếm cho anh. Ờ, tùy theo cái. Dạ. Báo em. Ừ. Đó không? Có giờ đang lớp không? Dạ không á. Chị đâu mắc kể. Dạ. Ở khách hàng cũng quen biết Hồng An á, nhờ Hồng An kiếm giùm mấy chiếc xe này kia. Cũng khách hàng cũng quen biết rồi, không rồi cũng 1-2 năm nay quen biết rồi. Đó. Nhờ Hồng An kiếm giùm mấy chiếc Alux. Hồng An mấy khách quen cũng nhiều lắm anh em ơi. Họ tin tưởng Hồng An rồi nhờ Hồng An kiếm. Kiếm giùm mấy xe ga rồi đó. Trên đây mà cái cửa hàng thì nhiều, xe tiệm xe rất nhiều, nhưng mà kiếm được cái một chỗ uy tín mình lựa dùm chiếc xe cho họ thực sự là cả một vấn đề. Mình lấy cái uy tín ra mình mua, mà nói chung là mua là phải có cà phê cà pháo rồi, nhưng mà mình lấy cái uy tín mình lựa dùm cho khách hàng quen biết thì họ tin tưởng mình, họ nhờ mình kiếm thì mình phải ráng cố gắng kiếm được những chiếc xe đẹp, xe chất cho họ đi, rồi lỡ sau này họ bán lại cho mình cũng mua lại được những xe đó, nó máy nó cũng ngon hơn. ZX lòng em cũng đang quay cũng tổng thể rồi nha. Cho nên anh em nãy giờ ráng chịu khó coi tới cơ lôi 2 lần 3 lần nha. Con này đúng 38 triệu nha anh em, không ăn không bớt nha. Bao hồ sơ cho anh em luôn. Đó. Dàn áo tem rất đẹp. Không em nói luôn, xe này dàn áo tem rất đẹp, không chày không bể, không có nứt. Đó, căm móc là 7 màu trắng tinh nha anh em. Nó còn trắng nha. Đó, không ăn quay nãy giờ cũng biết rồi. Còn máy thì khỏi rồi. Máy thì xe này anh em leo lên chiếc xe này đi anh em lại yên tâm luôn. Đó. 24.000 cây, xe thành phố thì anh em biết rồi. Đó. Đúng chiếc xe luôn đó anh em. Thấy không? Cái lốc này còn phấn luôn nha. Đó anh thấy không? Còn cái lốc còn lốc phấn luôn á, tại Hồng An qua nó chụp cái dàn áo vô nó dơ đó. Hồng An cố gắng Hồng An mở ra, Hồng An rửa xà bông lại hết. Anh thấy chưa?
Đó, lắp còn phấn luôn anh em. Rất đẹp. Xe là cặp kiến, chìa khóa là thay rồi. Chìa khóa không ăn ngày mai, không ăn sẽ mua cặp chìa khóa zin. Không ăn sẽ thay lại cho nó đẹp. Thấy không? Cái lốc mình còn phấn nè, trắng tát à. Đây coi là còn phấn á. Xe ít đi mà cái độ nóng nó còn chưa có đến nổi á, đông cái lốc nó còn trắng nha. Khi mình đi nhiều á cái lốc nhôm nó sẽ ngã màu, nó sẽ ui. Đó. Xe này chủ xe đi cũng không đến nỗi xa lắm đâu. Anh ta cái lốc nó họ giữ được cái lốc còn phấn, còn trắng, nó tát á. Và xe mà đi xa, đi nóng á, nước nó táp lên nhiều á thì nó sẽ chuyển qua màu vàng. Đó, cái nguyên lý cái chất nhôm mà nói như vậy nha anh em. Đó. Lốc mình trắng phấn luôn á anh em ơi. Rồi ok. Ông mang bán con này là 38 triệu bao hồ sơ. Ở máy anh em nghe đi đó, không có một tiếng gõ, tiếng kêu, tiếng xè gì hết nha. Anh em tính đồ nào chơi con này đi, lỡ mất là uổng lắm nha anh em. Hiếm khi nào mua được một con giống như vậy nha. Và con này không ăn bảo hành máy 1 năm. Anh em nào chơi chán, quay lại lỗ 10 đến 15% không ăn thu lại luôn nha. Khỏi cần bán ai hết, bởi những cái con này rất hiếm có. Đó, Hồng An cũng chia sẻ cho anh em chơi giao lưu, sưu tầm. Đó. Anh em nghe không tiếng máy không? Nổ không nghe tiếng luôn. Cục máy này dữ lắm anh em ơi. Kiếm được chiếc xe này cục máy gì lắm nha anh em. Hồng An nói là thật luôn á, hiếm được cục máy như vậy lắm. Không bao giờ kiếm được. Hiếm lắm. Xe này nó hội tụ đủ các yếu tố luôn. Nên anh em đừng có mà đắn đo nữa. Thứ nhất là cục máy là Hồng An là kết cục máy rồi. Thứ hai là đồ của nó vẫn còn rất đẹp. Cặp lốc không có dợp gì hết á. Ốc tán còn trắng tinh nha. Bảy màu luôn. Đó. Máy ấm hiểm. Áo tem đẹp không vết chày. Đó. Yên da yên còn. Chỉ có ổ khóa thôi. Đó. Mai Hồng An sẽ thay ổ khóa lại. Để xem như là một chiếc xe đẹp. Đó. Rồi Hồng An cũng trễ lắm rồi, nãy giờ cũng 7 giờ rưỡi rồi. Tiếp đến Hồng An giới thiệu con Superim nè. Hồng An giới thiệu sơ thôi nha. Con Superim này 204. Đó. Xe là zin nguyên bản, cặp vỏ thay rồi thôi. Da yên theo xe, bẩn theo xe, còn nguyên. Đó. Hồng An này cũng mới có xịt nước thôi nha, cũng chưa có rửa nha anh em. Con này mà rửa lên nữa nó có thể, hiện tại là 7, rửa lên có thể lên thêm được 3%, đó là 10 nha anh em. Hồng An nói là có nha. Đó. Còn bụi không à, mới xịt nước thôi. Hôm nay là không có thời gian tới luôn á, 5 số nha anh em. Đó. À, còn dính dơ nè, dơ dữ lắm, sình dơ đồ đầy luôn ở dưới đó. Gấp cặt te vàng bạc rất đẹp, bô cũng đẹp luôn nha anh em. Xe này đi đúng là 30.000 nha anh em ơi, hai chìa khóa còn theo xe luôn nè. Đó. Bửng còn, cặp kiến còn luôn nha. Hồng An cố gắng Hồng An tháo nó ra để mình quay cho nó rõ hơn thôi. Đó, nghe đi. Chén cổ cũng chưa mở nha anh em, chưa canh chỉnh luôn nha, chưa siết, chưa gì hết trơn á. Đó, còn dơ hài à, Hồng An mới xịt nước thôi. Cái đời này hiếm lắm nha anh em, nó có bờ nhựa dưới nha. Thấy không? Em cố tình mở cái cốp nó ra, mình quay nó sẽ nhìn thấy từ trong ra ngoài, anh em đánh giá. Chứ mình che cái cốp thì nó không thấy gì hết đâu. Đó, em mở cái cốp ra mình thấy mình sờ luôn. Nó dơ thì kệ đi. Đó. Dơ nè. Đó. Cỡ này đó anh em. 204 tới giờ đó, anh thấy chưa? Và máy cũng đang nổ nha anh em. Mới xịt nước thôi đó. Cỡ vậy đó anh em ơi. Ông sản xuất này 204 nè. Thấy không? Rồi. Ông quay sơ cái thôi. Có gì ngày mai Hồng An quay kỹ hơn.
anh em nào được gạch đá thì chốt luôn đi, về tự rửa là lấy xà bông mình rửa sạch lại là nó đẹp lắm. Đó, tạm thời nó như vậy thôi. Con này 27 triệu nha anh em, đúng 30 ngàn nha, bao không tua. Đó, và máy đang nổ đó anh em thấy chưa, Hồng Mang lửa máy là anh em sang năm 2020 rồi, anh em yên tâm đi, Hồng Mang tiễn cho còn dữ hơn nữa, bảo hành 1 năm về máy hết trơn nha, tất cả các dòng xe luôn, xe ga xe số gì không cần biết, Hồng Mang đã đăng bán là 1 năm về máy bảo hành hết. Đó, cố gắng lựa những chiếc xe càng đẹp và càng máy càng dữ hơn. Đúng chưa? Chưa rửa mà đã cỡ này rồi anh em thấy không? Quá đẹp anh em ơi. Đó, phục đó, đắt phục còn nha anh em. Hôm nay cũng ráng tranh thủ lên sub cho anh em. Còn ông chưa ăn cơm nước gì trơn hết nha. Anh em mình là một đại gia đình nên hằng ngày Hồng Mang cố gắng hết mình chia sẻ những cái clip những chiếc xe mới nhất. Đó, anh em nào đăng ký kênh thì biết được những cái xe mới Hồng Mang mới đem về gạch đá gì đó chứ trễ là mất nha. Cũng giống như chiếc quay thái đó, Hồng Mang cũng đăng lên là đã có ông anh đóng chốt rồi, cũng có 2-3 anh ở dưới Long An gì đó gọi mà vì coi cái sức mình trễ quá, tâm ra chiếc xe này là không có duyên, quay hái là không có duyên với cái người em trai ở dưới Long An. Hẹn dịp sau nha em trai. Anh em đăng ký kênh nhấn nút chuông nó cũng có cái lợi cho anh em thôi, thì những cái súp mới Hồng Mang đăng lên anh em mới mở lên là nó thông báo mình biết rồi, và mình chốt gạch đá gì đó mình chốt liền không, chứ để trễ hơn mấy bạn khác thì mình nó mất cái duyên đi, nó hơi tiếc một chút. Nhiều khi mua bán là do duyên mà anh em, thấy không? Đó, học tán 7 màu dơ không mang rửa rồi. Dơ bận không à, tạm thời như vậy nha. Con này mang bán 27 triệu bao hồ sơ nha, 204. Xe rất đẹp cho anh em mình, sườn đẹp, tem đẹp. Nói chung xe này Hồng Mang nói chính xác là xe là zin nguyên bản hết, chỉ có thay cặp vỏ thôi nha. Đó, toàn bộ còn nguyên hết á. Cho xe hết, không có lai gì hết đâu nha anh em. Ốc tán là còn vàng còn trắng đó, thấy không? Anh em nào nhanh tay nhanh chân Supreme hôm rày cũng hiếm lắm á. Cũng có mấy người bạn hỏi mình Supreme hôm rày đó. Anh ta y bóc nha, gạch đá vô nha. Đó, rất đẹp. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, cái này đó anh em. Quá đẹp rồi. Chưa rửa mà đã như vậy rồi. Đó. Máy đang nổ luôn. Quá dữ. Gặp quá anh em ơi. Không hiểm luôn em ơi. Quá chắc luôn em. Rồi, ok. Hồng Mang cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh xe máy Hồng Mang đọc lại chất Sài Gòn. Chúc cả nhà mình một buổi tối vui vẻ và mạnh khỏe nhé. Bye bye.